Chào mừng các bạn đã đến với bộ sưu tập 15 loại cá bơi theo đàn và có thể nuôi ở trong hồ thủy sinh của mình. Đứng đầu danh sách này không phải một loại cá cao sang nào cả, mà đó chính là cá trầm. Cá trầm ngày xưa người ta thường chỉ dùng để làm cá mồi thôi, tức là dùng nó để nuôi những loại cá ăn thịt khác. Còn đối với mình thì hơn 20 năm trước mình đã nuôi nó như một loại cá cảnh rồi. Hồi xưa mình nuôi cũng một phần là tại vì nghèo thôi mà, hồi đấy còn là trẻ em thôi mà, con nít thôi mà, cho nên phải tích góp từng đồng một. Đi ra tiệm cá thấy cái trầm người ta bán có 5.000 cả bầy, nhìn sướng quá, thế là mua về nuôi luôn. Và từ đó mình khám phá ra được vẻ đẹp của nó. Loài cá này chỉ bé bằng khoảng cái ruột búp bi thôi, và giá thì rẻ bèo, chẳng ai đi bán từng con một, thường là họ sẽ bán theo từng vợt một luôn. Khi mới mua về thì các bạn đừng vội vàng cho ngay vào hồ cá, bởi vì thế nào cũng xảy ra tình trạng là sẽ có nhiều con chết, tại vì nó quá nhỏ bé mà. Nhiều khi trong quá trình vận chuyển chúng ta vô tình làm tổn thương nó. Chính vì vậy, khi mua về, các bạn hãy để riêng ra một nơi khác, nuôi tạm 1-2 ngày để lựa những cái con nó khỏe mạnh thôi, và loại những cái con nó yếu hoặc nó chết đi. Chúng ta sẽ chỉ cho những con nào khỏe mạnh vào trong hồ mà thôi. Chúng ăn tạp và có thể xử lý những cái vụn thức ăn siêu nhỏ ở trong hồ. Với những hồ mà có đáy sỏi, đá thì chúng thậm chí là có thể sinh sản luôn đó các bạn ạ. Cá con cực kỳ nhỏ luôn. Mình thấy cá trầm ở Việt Nam thì ít loại, nhưng mà ở trên thế giới á, mình thấy có nhiều loại màu nó khá là đẹp luôn đó các bạn ạ. Nhưng mà Việt Nam mình thấy ít nhập về quá, hiếm lắm. Có cá Amber Techa thì nhìn nó cũng tựa tựa, nhưng mà nói thật chứ nếu mà là mình á, thì mình sẽ không mua cá Amber mà mình sẽ mua cá trầm. Amber là Amber thêm chữ R nữa. Nếu mà bạn nào thích loại cá Amber thì có thể tìm Google hình ảnh về loại cá này. Còn với mình thấy cá trầm sẽ là lựa chọn phù hợp hơn trong trường hợp này. Tiếp theo trong danh sách của mình đó là cá giếc anh đào. Loại cá đỏ đỏ hồng hồng cam cam với một cái sọc đen ở bên hông người của nó, và có nhiều con có thể có cái đuôi dài. Ngày xưa thì cái tình trạng đuôi dài này nó không phổ biến mấy, nhưng mà về sau này người ta đã thấy nó khá là đẹp và lựa ra những cái con đuôi dài để tạo ra thành một cái dòng mới mà bây giờ chúng ta cứ quen gọi là cánh tiên đó. Đây cũng là một loài cá được rất nhiều các anh em chơi thủy sinh lựa chọn. Với cái màu sắc của nó mà khi bơi ở trên nền cây xanh thì phải nói là cực kỳ nổi bật. Kích cỡ khi mà trưởng thành của nó, khi mà nó lớn thật lớn thì có thể so sánh được với khoảng cái đầu của chiếc đũa đó các bạn ạ, cái đầu lớn của chiếc đũa. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó là cá neon. Thì có cá neon thường, neon vua, neon đen này nọ, neon hoàng đế. Thì nói chung là nguyên cái họ nhà neon này nha các bạn nha. Nó bơi theo đàn thì phải nói là tuyệt vời luôn. Và dù có nhiều loại neon khác nhau nhưng mình vẫn thấy neon vua là đẹp nhất. Đó là với cá nhân của mình nha các bạn nha. Vẫn thấy neon vua là đẹp nhất. Cái sắc xanh neon của nó thì cực kỳ là nổi bật luôn rồi. Kích cỡ của nó thì bằng cái đầu nhỏ của chiếc đũa ăn cơm đó các bạn. Một số anh em nuôi cá này thì lúc đầu á, cảm giác nó vô cùng ức chế, bởi vì nhiều khi mới mua từ tiệm mang về nhà thôi mà nó đã chết rải rác một số con rồi. Và khi mà cho vào hồ á, thì cũng xảy ra tình trạng chết một số con nữa. Nhưng mà nếu các thông số của hồ luôn ổn định thì sau đó đàn neon sẽ khá là khỏe và chúng sống khá là dai đó các bạn ạ. Tiếp theo đó là cá Nana. Loài cá này có ánh vàng và ở phía đuôi á, nó có cái vệt đen đen, cộng với là ở ngay cuối đuôi luôn á, thì lại có cái chấm trắng trắng ở cuối vây cũng vậy. Nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Khi nuôi thành bầy thì phải nói là tuyệt vời luôn. Cái điểm mình thích nhất ở loài cá này đó là nó tương đối dễ nuôi. Nhiều khi là nước nó có thể nó bất ổn một chút thì cá vẫn sống được ok, không sao hết. Và nó phải nói là cực kỳ ăn tạp luôn, cho cái gì nó cũng ăn hết các bạn ạ. Cứ vừa miệng là nó sơi thôi. Nào là thức ăn viên hoặc là mồi sống các thứ này nọ là nó ăn được hết luôn. Nhìn đàn cá ở trong video này nó ăn, các bạn có công nhận là nhìn sướng mắt không? Loài cá tiếp theo trong danh sách của chúng ta, một loại cá cũng vô cùng là sống dài luôn, đó là cá cầu vồng xanh, cá Rambo. Loại cá này phải nói là cực kỳ dài luôn đó các bạn ạ, sống rất là khỏe luôn. Con đực á, con trống á, thì cái vây đuôi của nó sẽ có màu đỏ kìa. Còn cái con mái á, thì cái vây đuôi của nó sẽ màu hơi vàng vàng một chút xíu. Loài cá này cũng ăn tạp và mình thích nhất hai đặc điểm của nó. Như mình mới nói lúc nãy, thứ nhất đó là nó sống rất dài, nó rất dễ nuôi các bạn ạ. Nếu các bạn là một người mới nuôi cá và còn e ngại cái khả năng nuôi cá của bản thân
thì các bạn có thể chọn loài cá này. Khả năng nuôi sống được nó sẽ cao hơn so với việc các bạn nuôi một số cái loài cá khác. Cái điểm thứ hai mà mình thích ở loài cá này đó là các bạn có thể thấy cái ánh màu xanh neon, màu xanh thiên thanh của nó rất là đẹp, đúng không các bạn? Nếu như lúc nãy mình từng nói với các bạn là cá neon á, nuôi nhiều khi nó có thể xảy ra rủi ro, nó chết. Và nếu các bạn đã nuôi neon rồi và thất bại rồi á, mà vẫn thích trong hồ có một tí ánh xanh như thế này, thì các bạn hãy thử với cái con Rambo này, với con cầu vồng xanh này. Tuy là cái ánh xanh của cái loại cá này nó ít hơn hẳn so với neon, và thường chúng ta chỉ thấy cái ánh xanh này khi nó bơi, nó nghiêng qua nghiêng lại thì chúng ta mới thấy cái ánh xanh này thôi, nhưng nó cũng rất đáng cho chúng ta nuôi các bạn ạ. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó là cá tam giác. Nếu mà mình không lầm á, thì loài cá này nó có họ hàng với cá trầm đó các bạn ạ. Nhưng mà về cái cỡ thì nó to hơn cá trầm một chút xíu, nó nhỉnh nhỉnh hơn con cá neon một chút luôn. Gọi nó là cá tam giác bởi vì các bạn nhìn ở trên thân của nó, ở phía từ giữa thân cho tới khúc đuôi đó các bạn, thì chúng ta sẽ thấy có một cái hình tam giác, đúng không các bạn? Gần gần giống hình tam giác màu đen. Loài cá này cũng ăn tạp, và với mình á, thì mình thấy nó cũng khá là dễ nuôi đấy. Nếu mà môi trường nước không ổn định cho lắm thì nó vẫn thích nghi được các bạn ạ. Một loài cá khác cũng bơi theo bầy và màu sắc thì rất là bắt mắt, đó chính là cá hồng nhung. Loài này sẽ phù hợp với những cái hồ nó lớn lớn một chút, bởi vì cái kích cỡ của nó cũng tương đối là lớn mà. Nó sẽ ngang ngang cái kích cỡ với lại cái con cầu vồng xanh lúc nãy đó các bạn ạ. Nó cũng là loài ăn tạp và mình đánh giá là dễ nuôi luôn. Loài cá thứ 8 trong danh sách của chúng ta đó là cá hắc kỳ. Các bạn nhìn kỹ nó với lại cái con hồng nhung lúc nãy, nhìn nó cứ tựa tựa như nhau các bạn nhỉ, nó chỉ khác màu một tí thôi. Con hồng nhung lúc nãy dễ nuôi như thế nào thì cái con hắc kỳ này cũng dễ nuôi y như vậy. Một loài cá không thể nào bỏ sót trong danh sách của chúng ta được đó chính là cá sóc đầu đỏ này các bạn ạ. Hình dáng thì bình thường nhưng màu sắc thì rất là độc đáo, với cái phần đầu đỏ và phần đuôi là trắng sọc đen kiểu ngựa vằn. Loài cá này khi nuôi thành bầy trong hồ thủy sinh thì chỉ có thể nói là đẹp nhức nách. Một lưu ý khi các bạn nuôi loài cá này đó là các bạn cần tạo cho nó cái môi trường ổn định một chút xíu, nếu không nó sẽ bị căng thẳng và có thể là bị nhạt màu đi đó các bạn ạ. Nhất là cái phần màu đỏ nó sẽ nhạt đi. Bây giờ là loài cá số 10 ở trong danh sách của chúng ta, cá sê cang. Đây là loài cá bơi theo bầy và phải nói là hộ báo nhất trường mẫu giáo. Một khi đã có đầy đủ các anh em của nó ở đấy rồi thì nó không biết sợ là gì nữa cả. Có nhiều loại sê cang khác nhau nhưng mà hay thấy nhất đó là sê cang tứ vân, nhìn nó cứ như là con hổ vậy. Và loại albino nữa, nhưng mà cái loại albino thì nó không khỏe như là cái loại tứ vân này. Hoặc là một cái dòng khác đó là cá sê cang xanh cũng rất là khỏe. Đây vẫn là một loài ăn tạp, nhưng mà nếu các bạn muốn biến nó trở thành một loài săn mồi thì hãy thử cho một miếng thịt vào đây xem, cả bầy sẽ bày dù sâu xé, nhìn cũng rất gì và này nọ. Cũng cần lưu ý là nếu như hồ nhỏ mà các bạn chỉ nuôi khoảng chừng 3-4 con này á, nó không tạo thành bầy và nó có thể đánh nhau, đôi khi là có thể dẫn tới chết luôn đó các bạn ạ. Loài tiếp theo đó là cá sọc ngựa, bơi theo bầy nhưng mà thường là tầng mặt. Loài cá này rẻ, dễ nuôi, sống dài và thường được ngay cả những người mới chơi cá lựa chọn. Kích cỡ khoảng bằng đầu đũa. Ngày xưa thì thường có 3 màu cơ bản, đó là loại màu hồng, loại màu xanh dương thẫm và một loại nữa giống như là lai giữa cái màu hồng với cái màu xanh dương đó. Nhưng mà bây giờ thì lại có một số dòng mới được biến đổi gen, đó là cá sọc ngựa dạ quang, có khi là dạ quang màu xanh lá cây hoặc là màu vàng. Rồi có cả cá sọc ngựa cánh tiên, tức là người ta lựa ra những cái cá thể đột biến mà cái phần vây và phần đuôi của nó dài, người ta nhân giống lên tạo thành một dòng mới gọi là sọc ngựa cánh tiên. Số 12 trong danh sách của chúng ta đó là cá ngân bình. Bây giờ thì thấy ít người nuôi cá ngân bình rồi, nhưng đây vẫn là một loại cá bơi theo đàn khá là đẹp. Nhìn hình dáng của loài cá này cứ ngắn ngắn tròn tròn nhìn dễ thương sao á. Và nó có hai đặc điểm nổi bật, đó là một cái vệt đen ở phía đuôi, đồng thời ở cái mí mắt của nó, chỗ mắt của nó thì lại có màu đỏ rất là nổi bật. Trước đây thì rất nhiều anh em thủy sinh nuôi nó, nhưng mà bây giờ thì lại ít lại rồi. Đó là một điều rất đáng tiếc.
Một loại cá bơi theo bầy khác cũng được một số anh em chơi thủy sinh lựa chọn, đó là cá cánh buồm. Ngày xưa thì thường chỉ thấy có loại cá cánh buồm màu đen và một loại khác là cá cánh buồm được nhuộm màu, có thể là nhuộm hồng, nhuộm vàng, nhuộm xanh, nhuộm đỏ. Nhưng bây giờ thì đã có thêm cá cánh buồm dạ quang, loại cá được biến đổi gen và màu sẽ không bị phai nhạt đi. Nó có thể là dạ quang xanh, dạ quang hồng, dạ quang đỏ chẳng hạn. Với bản thân mình á, thì nếu mà chơi thủy sinh thì mình thích cái loại cá cánh buồm truyền thống hơn, cái loại màu đen hơn. Nó sẽ không bị gọi là quá chóe, quá nổi ở trong cái hồ thủy sinh. Cá cánh buồm thì ăn tạp rồi, nhưng mà mình thích nhất một cái đặc điểm nổi bật của nó, đó là khả năng sống dài. Ngay cả những người mới chơi cá lần đầu cũng có thể dễ dàng nuôi thành công loại cá này. Trong một số điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì loài cá này vẫn vượt qua được. Ứng cử viên tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó là cá thần tiên, cá ông tiên. Loài này khi nó bơi thì trông rất là thư thả. Nó sẽ đem đến cho chủ nhân cảm giác thư thái, một cảm giác yên bình đến lạ. Có nhiều loại thần tiên khác nhau, một số loại thường hay thấy bán ở các tiệm cá cảnh, nhưng mà có một số dòng cao cấp hơn thì các bạn hãy thử lên Facebook và tìm ở trong các nhóm chuyên chơi cá thần tiên, các bạn sẽ thấy cá thần tiên còn có nhiều loại đẹp đến cỡ này cơ hả. Và cuối cùng trong danh sách của chúng ta đó chính là cá dĩa, bơi theo bầy, tuyệt đẹp nhưng mà giá cũng không hề mềm. Nuôi loài cá này cũng đòi hỏi sự kỳ công nhiều hơn, và khi nuôi trong hồ thủy sinh thì chắc chắn phải là một hồ lớn rồi. Sau khi cùng nhau điểm qua danh sách 15 loại cá bơi theo đàn có thể nuôi trong hồ thủy sinh này, thì mình cũng nhắc nhở với các bạn một điều nữa, đó là muốn cá nó bơi theo đàn thì phải đảm bảo cái không gian nó rộng rãi, cái hồ nó rộng rãi. Chứ nếu mà hồ quá nhỏ so với đàn cá thì đàn cá nó sẽ rải rác đều ra khắp cái hồ và nó sẽ không chịu gom lại thành một bầy đâu. Các bạn thấy những em cá ở trong video này thế nào? Có đẹp không? Nếu mà đẹp thì hãy bấm like cho mình đi nào. Và đừng quên bấm nút đăng ký, cũng như là có thể vào kênh của mình và tham quan, sẽ có hàng trăm video về cá cảnh để cho các bạn khám phá đấy. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.